buổi họp báo khởi động giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2023 đã diễn ra ấm cúng vào sáng nay ngày 24 tháng 10 tại Tòa nhà Văn hóa Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia bóng đá, nhà báo thể thao cùng các đơn vị tham gia đồng hành sự kiện. Điểm mới ở giải thưởng năm nay, ban tổ chức bổ sung thêm hạng mục giải cống hiến dành cho các cầu thủ đã dành cả tuổi thanh xuân đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Như vậy, giải thưởng quả bóng vàng năm 2023 sẽ bao gồm 14 hạng mục là quả bóng vàng bạc đồng nam, quả bóng vàng bạc đồng nữ, quả bóng vàng bạc đồng futsal nam, cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, giải cống hiến 2 giải. Nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng, trưởng ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam cho biết, bóng đá Việt Nam năm 2023 đã trải qua với nhiều sắc màu, kính lịch thi đấu. Huấn luyện viên Philippe Trouzier được bổ nhiệm vào vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, bước đầu đang kế thừa và phát huy di sản mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã nỗ lực xây dựng cho bóng đá Việt Nam suốt những năm qua. Đội tuyển U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á tại giải đấu mà thành phần tham dự có nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Đội tuyển nữ gây được tiếng vang khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32 và đặc biệt đã thể hiện phong độ chấp nhận được trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Chính vì việc đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11, rồi futsal quốc gia, giải bóng đá nữ quốc gia sẽ kết thúc muộn, nên mùa bầu chọn năm nay, ban tổ chức xác định ngày 28 tháng 12 sẽ là hạn chót của việc thu hồi phiếu bầu. Không chỉ căn cứ vào thành tích ở đội tuyển quốc gia mà cả giải vô địch quốc gia cũng là cơ sở để các đại biểu quan sát lựa chọn những cầu thủ giỏi nhất, tài đức vẹn toàn để đặt bút bầu chọn trong lá phiếu của mình. Trong suốt cả năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều giải của các đội tuyển của đội tuyển bóng đá nữ đã tham dự từ Đông Nam Á, từ SEA Games, từ World Cup, rồi ASEAN và đến bây giờ là vòng loại Olympic Paris. Đến tháng 11 và tháng 12 thì giải vô địch quốc gia nữ đó chỉ là một thêm, chúng ta để thêm thông tin để củng cố những cái gì mà chúng ta có thể là bỏ phiếu. Còn với bóng đá nam thì có lẽ năm nay là cái năm mà chủ yếu là chúng ta sẽ dựa vào thông tin của giải V-League của mùa giải 2023 và chúng ta có thêm một chút hai cái trận đấu ở vòng loại World Cup, vòng loại thứ hai của World Cup, một trận đấu với Philippines và trận đấu với Iraq. Tất nhiên thì là ban tổ chức thì hôm trước thì cũng có trao đổi với tôi là việc 2028-2022 thì cũng muốn là để cho các giải của trong mùa giải 2023 nó kết thúc để cho mọi người có đầy đủ thông tin hơn. Nhưng tuy nhiên với tôi thì là hầu hết thì các thông tin thì chúng ta đã có thể có trước rồi. Với bóng đá trẻ thì năm nay chúng ta có quá nhiều thông tin. Bóng trẻ nam thì hôm nay chúng ta có từ SEA Games, có giải Đông Nam Á, có vòng loại châu Á U23. Với futsal nam thì năm nay cũng có thể chúng ta căn cứ được vào hai cái giải vô địch quốc gia vừa kết thúc vào hồi tháng 8 và vòng loại châu Á vừa rồi diễn ra Mông Cổ với 3 trận đấu vừa rồi. Trong tháng 11 này chúng ta với giải cúp quốc gia diễn ra thì cũng là xem rất nhiều thông tin để chúng ta cho bỏ phiếu cho cầu thủ. Với các thông tin có giải như vậy thì chúng ta hoàn toàn là có thể có đầy đủ thông tin để mà bỏ phiếu cho chính xác. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm, với futsal nữ có phần thiệt thòi vì chưa có hệ thống giải để bầu chọn quả bóng vàng. Tuy nhiên, sắp tới, FIFA sẽ tổ chức giải vô địch bóng đá futsal nữ vào năm 2025, nên Liên đoàn bóng đá châu Á sang năm sẽ khôi phục lại giải vô địch châu Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đề xuất với Olympic cử đội tuyển futsal nữ tham dự Indoor Game vào tháng 2 ở Thái Lan. Nếu futsal nữ tham gia được giải đấu này, hy vọng ban tổ chức sẽ tính toán phương án dành một giải thưởng nào đó để khuyến khích futsal nữ. Tại họp báo, các nhà báo thể thao đại diện các cơ quan báo đài trên cả nước cũng đã có những chất vấn câu hỏi đặt ra cho ban tổ chức. Cũng tại họp báo, chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên câu lạc bộ Lenk mà cầu thủ Huỳnh Như trao tặng cho ban tổ chức quả bóng vàng để gây quỹ cho một hoạt động tốt đẹp hướng đến cộng đồng, được công ty cổ phần tập đoàn cà phê Măng Đen mua lại với số tiền 50 triệu đồng.
Số tiền sẽ được ban tổ chức trao tặng các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, FPT Play. Đồng thời, giải thưởng tiếp tục nhận được sự tài trợ chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam và các nhà đồng tài trợ. Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh.